Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tô Game Live, và hôm nay cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game mobile nhập vai vừa mới ra mắt tại thị trường Thái Lan có tên gọi là Edward Kha Khan. Đây là một con game lấy chủ đề về Mông Cổ. Đấy, Kha Khan thì nếu mà dịch ra đó là khả hãn đấy anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con này nhá. Con game này thì mình thấy là nó sẽ có cả iOS tận Android anh em ạ. Thậm chí là có bản PC luôn. Đấy, và game này thì nó được phát hành tại thị trường Thái Lan nha mọi người nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào game. Ở đây thì mình chơi bằng giả lập Android thôi. Thì các bạn có thể đăng ký tài khoản này. Chúng ta sẽ phải lên web và đăng ký tài khoản. Đây, trang chủ này, edkhahan.com. Thì các bạn sẽ tạo tài khoản. Anh em đợi tí nhé, mình sẽ tạo tài khoản nhé anh em nhé. Nó hơi loằng ngoằng một tí ở cái việc tạo tài khoản này. Thì anh em đợi tí, mình sẽ tạo tài khoản. Ok, mình đã tạo tài khoản rồi anh em ơi. Và bây giờ mình sẽ vào game nhé. Đấy, game nó hơi loằng ngoằng một tí. Chúng ta sẽ tạo nhân vật này. Các bạn sẽ có hai phe, đó là Dulukin và Nirun, hai phe như này, và 6 lớp nhân vật: Assassin, Cleric, Knight, Miko, Necromancer và Sorcerer. Đấy, chúng ta sẽ có 6 lớp nhân vật, thì có lẽ là mình sẽ chọn lớp nhân vật Assassin đi, còn thấy đồ họa thì nói chung là hơi xấu. Đấy, làm game này làm bằng Unity thôi, và kiểu cảm giác, đây chưa ấn nhầm rồi. Đây, mình sẽ vào game nhá. Rồi, để xem con game này nó chơi nha. Giới thiệu cho anh em biết thôi, nhưng mà mình nghĩ là cũng không nhiều anh em chơi cái con Edward Kha Khan này đâu. Đấy, con game này được phát hành tại thị trường Thái Lan anh em ạ, nhưng mà nó có tiếng Anh nha. Rồi, ui game này xấu đấy. Cảm giác game này là game tự làm ấy. Game tự làm ấy anh em ạ. Nhìn xấu dã man luôn này. Đây, các bạn thấy là game đồ họa kiểu dạng mình nghĩ là một dạng game tự sản xuất ấy. Thật ra như kiểu game thủ Việt, như ở game Việt cũng có rất là nhiều người làm kiểu dạng game nhảy ấy, một dạng game về đề tài lịch sử nhưng mà do tự làm, và thấy là khá là xấu. Kể đây, cả này đây nhìn nó không có độ chi tiết, model làm rất là thiếu độ chi tiết nhá. Thậm chí là mình thấy là nhiều anh em người làm game Việt ấy làm còn đẹp hơn con game này. Xấu dã man nhỉ. Mình chỉ chê vậy thôi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Chúng ta có hệ thống bản đồ này. Đó, bản đồ nhìn rất là rộng luôn. Rồi các cái phím bấm ở đây có auto sẵn này. Phần party, bảng nhiệm vụ thì ấn nó sao ta? Đây, chúng ta sẽ phải ra dấu chấm than này đúng không? Nói chung là trải nghiệm và chơi cho biết thôi anh em ạ. Kiểu dạng game này thì có phần action ở đây, các bạn sẽ có phần nhiệm vụ đúng không? Các bạn sẽ bấm vào phần action để nói chuyện, nhận nhiệm vụ. Và nhiệm vụ thì nhận ở đâu ta? Đây, chúng ta sẽ cần phải đi tiêu diệt Lizardman. Ồ, mấy con thằn lằn. Rồi, các bạn thể chứ mình vừa bỏ nhiệm vụ action này. Chọn rất là khó nhá, không bấm trực tiếp vào NPC được mà phải ấn vào chữ action ấy. Rồi, chúng ta sẽ đi nhận nhiệm vụ rồi. Game này không có tu tìm đường luôn anh em ạ. Dã man thật. Đúng rồi, cái này đúng kiểu chơi cho biết thôi anh em nhá. Một dạng game tự làm ấy. Và tự làm này thì nó cũng chưa ổn lắm. Không có bảng nhiệm vụ rõ ràng gì cả. Đây phần setting cài đặt này. Đấy, chúng ta có hai ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Thái. Đồ họa để lên cao nhất luôn nhá. Hy vọng là mình sẽ thử để lên cao nhất xem là nó ổn hơn không. Đấy, game nó mình thấy là nó cũng tùy chỉnh khá là nhiều, nhưng mà không ăn thua lắm. Đây, đỡ hơn một tí, nó nét hơn một xíu, nhưng mà phần model thì vẫn thiếu độ chi tiết nha anh em nhé. Nói chung là không ổn cho lắm. Nếu các bạn đòi hỏi một cái gì về mặt đồ họa thì chắc chắn game này đồ họa nó sẽ không được đáp ứng được anh em nhé. Đây, cái công trình các thứ này là đúng kiểu chất Mông Cổ này. Rồi, bây giờ chúng ta phải đi làm nhiệm vụ ở đâu ta? Chuyển vũ khí, chuyển đổi vũ khí này. Nó không có hướng dẫn gì luôn ý. Thề cay dã man. Bây giờ mình muốn ra ngoài lại không phải ra ngoài đâu đúng không? Không có tu nhá. Game không có tu rồi. UX làm rất là kém. UX làm rất là kém luôn. Ok, có thể chấp nhận được là như kiểu là anh em kiểu là game thủ Việt ủng hộ game Việt ấy, thì người Thái cũng họ cũng vậy thôi. Mình cũng không dám chê nhiều lắm, nhưng mà thực sự là con game này đồ họa xấu quá. Và nó kiểu đúng là game tự làm ấy anh em. Là mình nhớ đến mấy con game thuần Việt do người Việt làm. Nó cũng kiểu kiểu như này. Nó khá là thô sơ. Phải nói là như vậy. Nói chung là sẽ cần có rất là nhiều sự thay đổi. Ồ, đây có mấy con quái này. Ồ, có mấy con sói.
Thề mình không biết phải làm thế nào nữa anh em ạ. Như này mình con sói này lên cấp à? Không có giao diện. Đây, character này, đây là phần nhân vật, chúng ta sẽ có bình máu các thứ. Phải ăn bình máu, có lắp được bình máu vào ô này không? Làm sao để lắp vào bình máu ở dưới nhỉ? Rồi phần cộng điểm chỉ số này, chúng ta có các cái chỉ số đây: Strength, Dex, Wit, Intel, Wisdom, Charisma. Đây là phần kỹ năng. Kỹ năng này như là lên cấp thì sẽ cộng được anh nhé. Đấy, có điểm skin spoil để các bạn ấy cộng được. Rồi chúng ta có bảng nhiệm vụ đây này. Nó không ra nhiệm vụ luôn. Nói chung là game, mình nghĩ là con game này đang trong giai đoạn phát triển beta ấy, nên là sẽ cần phải có rất là nhiều sự thay đổi. Đây là phần cường hóa trang bị này. Đấy, các tính năng các thứ nó rất là đơn giản luôn ấy. Thề không ổn chút nào. Đấy, đánh mấy con sói này chắc là lên cấp đúng không? Ui, mấy con sói này cắn đau đấy. À, mình có thể mở auto nhá. À, đây có mở auto này, nhưng mà làm sao để lắp mấy cái bình máu này nhỉ anh em nhỉ? Mình muốn lắp cái bình máu này xuống ấy, chả lẽ không lắp được thì cứ chơi như này thôi à? Nói chung là UI UX của cái con Edo Kagan này ấy, chưa ổn lắm. Đấy, chơi cho biết thôi. Đại game này thì nói chung là mình nghĩ là các bạn không nên tải làm gì. Các bạn xem mình chơi được rồi. Mình còn chả biết là đây lên level này. Lên level thì các bạn có thể cộng điểm chỉ số nhá. Các bạn cứ mỗi lần level thì các bạn có chỉ số, nhưng mà mình nó không có cái nút gọi là recommend để gợi ý người chơi cộng điểm. Mình không có thấy cái nút đấy nên mình không biết là cộng cái gì nữa. Nhưng ở đây mình điểm thấy là strength nhân vật mình là cao nhất, mình cứ cộng lên strength này. Rồi cộng bừa đi, nói thật là anh em là mình không biết nữa thì mình cộng bừa nhé anh em nhá. Đấy, kỹ năng thì mình sẽ có kỹ năng ở đây. Rồi, có kỹ năng rồi, làm sao để lắp cái ô kỹ năng này vào không không hướng dẫn luôn. À, đấy, anh em sẽ phải kéo thả đúng không? Không. How to kéo thả. Đây. Cũng không kéo được cái ô này ra thì làm sao mà kéo xuống cái ô mấy cái ô kỹ năng này nhỉ? À đây, phải ấn dấu cộng này này. Đây, cho bình máu vào đây. Cho bình mana đây. Úi dồi ôi, phải ấn có cái dấu cái bình bánh răng này này anh em này. Đó, thì mình có thể lắp được kỹ năng các thứ vào. Đó. Ok. Rồi có cài đặt auto không nhỉ? Đấy, con game này nó sẽ cần phải có cái gọi là sự thay đổi rất là nhiều đấy. Mình còn chả biết làm nhiệm vụ ở đâu cơ. Bây giờ mình phải đi đánh 10 con Lisa Man gì đó, mình cũng không biết là nó làm kiểu gì, ở đâu làm kiểu gì. Đấy, một con game mà thật sự là mình bị mù luôn ấy. Đi đánh PC Master này, làm sao để hiện Master ra anh em? Nó cũng không có auto này nọ, auto tìm đường nó chỉ có auto chiến đấu thôi. Cảm giác con game này nó khá là thô sơ ấy anh em. Nên là chịu rồi, đi bừa đi. Nghịch thử thêm một tí thôi. Nói chung là cái con S ở Kagan này mình tưởng là hoàn thiện rồi, hóa ra là một con game đến từ Thái Lan và nó cũng chưa hoàn thiện lắm. Nó sẽ cần rất là nhiều sự thay đổi. Đấy, kiểu dạng game này đang thử nghiệm ấy anh em. Đấy, có cái đường này không đi được. Đấy, rất là nhiều hạn chế về UI, UX, hệ thống nhiệm vụ cũng chưa hoàn thiện. Đấy, sẽ phải hoàn thiện thêm rất là nhiều anh em nhé. Ở đây chỉ có đi farm quái này thôi à? Ảo nhỉ? Mấy con Lisa Man gì đâu? Bản đồ thì rất là rộng nha. Game nó cứ ảo ma Canada ấy anh em ạ. Thật ra mình muốn trải nghiệm thêm nhưng mà có lẽ là thôi thì đợi bạn nào thích nghịch thì nghịch, chứ còn mình nghĩ là con game này không hoàn thiện này thì chưa đáng để trải nghiệm lắm. Thật ra cũng không có gì phải gọi là ủng hộ cả, bởi vì game này là game của Thái chứ cũng chả phải là game của Việt Nam. Đấy, cũng bảo là chơi ủng hộ thì cũng không phải nha anh em nhé. Các bạn chơi vì ôi con quái nó khỏe. Thôi, thôi, thôi. Quái nó khỏe thế. Nó khỏe đấy nhở. Thề bảo nhiệm vụ các thứ làm chịu rồi. Đấy, chịu 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 chịu. Thật sự là rất là chịu, bó tay rồi. Chỉ giới thiệu nhanh cho các bạn về cái con S of Kagan này thôi. Một dạng game MMORPG đến từ Thái Lan, lấy đề tài về Mông Cổ. Đấy, khả hãn của các cái vị khả hãn của Mông Cổ. Đấy, game có mặt ở trên Android, iOS cũng như là có bản PC luôn. Thì bạn nào mà quan tâm mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải và nghịch thử con game này xem sao nhé. Mình thấy là như mình đã giải thích và giới thiệu ấy, con game này chưa hoàn thiện, một dạng game tự làm thôi. Nên là
thích thì chơi, còn không thì các bạn xem video này đủ rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhé. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tô Game Online cả anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.